đảo Jeju, sân chơi thiên nhiên đầy lý thú ở huyện Gosun. Sống xanh đang ngày càng trở thành một xu hướng khiến người dân Hàn Quốc bồi đắp thêm lòng yêu mến và mong muốn gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Vì vậy, lựa chọn du lịch tại những địa điểm sống xanh như tỉnh Jeollanam-do chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm lôi cuốn và tràn ngập niềm hứng khởi. Trong vô vàn danh thắng tuyệt diệu nằm trên lãnh thổ Jeollanam-do, thì đảo Jeju gần đây đã nổi lên như một nơi chốn hấp dẫn dành tặng cho bất cứ ai ưa thích hoạt động sống xanh. Do đó, hãy tìm hiểu và thưởng ngoạn đảo Jeju để thấy nó lý thú ra sao nhé. Đảo Jeju vốn là hòn đảo hoang được dựng nên bởi đoạn cuốn hút của sông Sinjiang chảy qua làng Teuri thuộc huyện Gosun. Người ta nói rằng dòng lưu thủy từ con sông này ở địa phận làng nhìn giống như hình mặt trăng. Bởi thế, cái tên Jeju xuất hiện với ý nghĩa là trăng sáng sau khi mưa tạnh. Ngày nay, đảo Jeju được vệ sinh sạch sẽ và biến đổi thành sân chơi hỗ trợ trẻ con học hỏi và tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời. Ở đây, các bậc phụ huynh sẽ cùng con em có khoảng thời gian thư giãn hòa mình vào khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp của hòn đảo bên cạnh những chương trình trải nghiệm rừng đầy lý thú. Ngoài ra, địa điểm còn sở hữu ngôi đình Ham Ho Song nằm lẫn khuất dưới bóng cây thông cây sồi. Công trình được xây dựng bởi Sim Quang Hơn, một học giả sống dưới thời trị vì của Vua Sung Rong thuộc triều đại Joseon. Nó sở hữu mái hiên xòe độc đáo với một gian nhà hai phòng nhỏ đi kèm thiết kế sử dụng đá tự nhiên làm nền và hạn chế tối thiểu việc lấn chiếm đất.